Vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2022, thành viên SKT48 Miyazaki Sono đã thông báo tốt nghiệp khỏi SKT48 trong buổi diễn được tổ chức tại nhà hát SKT48. Cô ấy đã tiết lộ rằng buổi diễn tốt nghiệp của mình sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 12 năm 2022.